Bên cạnh công tác khoanh vùng dịch đảm bảo giữ vững vùng an toàn và dập nhanh vùng đỏ, tiêm chủng vaccine đóng một vai trò vô cùng quan trọng là lá chắn bảo vệ chúng ta trước COVID-19. Việt Nam sẽ không thiếu vaccine, chính phủ sẽ ưu tiên tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh VTC1 sau khi đoàn công tác đặc biệt của chính phủ do Phó Thủ tướng dẫn đầu đi kiểm tra chỉ đạo trực tiếp tại các tỉnh thành phía Nam. Xin được cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Thưa Phó Thủ tướng, Phó Thủ tướng vừa mới kết thúc chuyến đi công tác thị sát và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 6 tỉnh miền Nam sông Hậu. Phó Thủ tướng đánh giá như thế nào về công tác phòng chống dịch của các địa phương này? Một cái điều mà chúng ta rất là dễ thấy, nhận thấy các tỉnh qua đi làm việc thì là dường như là các địa phương là chỉ tập trung nguồn lực và kể cả sự chỉ huy của cấp ủy đảng chính quyền, lực lượng y tế từ xét nghiệm cho đến các công tác chỉ huy là dồn vào để dập các cái điểm nóng. Thế còn dường như là cái phần mà xanh ấy, thì không được chú ý lắm, cho nên dẫn đến cái tình trạng là cái vùng xanh thì nhiều nơi là càng ngày càng bị thu hẹp và cái hiện trạng ra báo rất nhiều. Thì ban chỉ đạo và cấp cao hơn nữa là thủ tướng cũng đều đã nhấn mạnh là chúng ta phải thực hiện phải rất là quyết liệt cả hai mũi. Và bây giờ thì tôi rất là mừng bởi vì gần đây kể cả thành phố Hồ Chí Minh và đấy các tỉnh vừa đi thì các địa phương đã chú ý hơn đến cái mũi giữ vùng xanh. Và đây là một cái kinh nghiệm rất là quý, không chỉ đối với các tỉnh này mà với cả nước. Bây giờ nơi nào còn xanh thì chúng ta phải giữ cho thật chắc. Chúng ta đã áp dụng chỉ thị 16 ở các cái tỉnh phía Nam trong 20 ngày qua. Vậy thì vì sao cái tình hình dịch vẫn còn có những diễn biến xấu, vẫn ghi nhận các ca mắc thường? Thì giống như tất cả các đồng chí mà lãnh đạo các tỉnh mà tôi đã làm việc vừa qua thì tất cả đều nhận thấy một điều. Thực sự nếu mà tất cả chúng ta những tỉnh mà thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 mà thực hiện nghiêm ngặt thì đương nhiên dịch bệnh nó sẽ không tăng lên như vậy. Quy định giãn cách mà chúng ta làm nghiêm thì sau khoảng 2 tuần là chúng ta đã thấy kết quả tương đối rõ rệt. Và thường là sau tuần thứ 3 và cùng lắm tuần thứ 4 là chúng ta sẽ kiểm soát tốt. Nếu tất cả các cấp ủy chính quyền mà chúng ta cùng quyết tâm thì chúng ta có thể kiểm soát tốt. Thưa Phó Thủ tướng, muốn kiểm soát lây nhiễm dịch ở trong nước thì trước hết là sẽ phải kiểm soát cái sự đi lại, lưu thông cũng như là tiếp xúc của người dân giữa địa phương này với địa phương khác. Vậy thì để giải quyết mâu thuẫn giữa phòng chống dịch và đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân trong phát triển kinh tế thì cần có những biện pháp như thế nào ạ? Cái gọi là mục tiêu kép thì chúng ta đã xác định từ khi bắt đầu có dịch và luôn luôn chúng ta phải cân đối, phải làm sao thực hiện tốt được cả hai mục tiêu này. Và hai mục tiêu này nhiều lúc thì nó mâu thuẫn với nhau. Nếu mà chúng ta giãn cách thật rộng, có một cái ổ dịch, chúng ta giãn cách ngay cả tỉnh hay là toàn quốc thì đương nhiên là chống dịch sẽ dễ hơn, nhưng mà cái mục tiêu phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Thế còn nếu mà chúng ta cố gắng là giãn cách ở quy mô thật là hẹp thì chống dịch sẽ vất vả hơn, nhưng mà những thiệt hại về kinh tế sẽ ít hơn. Thủ tướng cũng đã nói, trong trường hợp mà có xung đột giữa cái mục tiêu kinh tế và bảo vệ sức khỏe của nhân dân thì trong chống dịch chúng ta phải nghiêng về cái phía bảo vệ. Và gần đây thì Thủ tướng có nói là tùy từng địa phương, từng thời điểm cân đối ra hai mục tiêu đấy. Trước cái tình hình diễn biến rất là phức tạp của dịch bệnh này thì trong thời gian ngắn trước mắt chúng ta phải nghiêng về phía là phải chống dịch, phải bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của nhân dân trước. Về sản xuất, về lưu thông, đời sống của người dân có bị ảnh hưởng, sinh hoạt của người dân có bị xáo trộn, nhưng chúng ta làm nghiêm trong một thời gian ngắn thì còn hơn là chúng ta làm không chặt, không nghiêm và để dịch tiếp tục lây lan dai dẳng. Thưa Phó Thủ tướng, có một vấn đề nữa mà hiện nay người dân đang rất quan tâm, đặc biệt là người dân thành phố Hồ Chí Minh, đó là liệu Bộ Y tế có đảm bảo được nguồn cung vaccine để thành phố đạt được cái mục tiêu tiêm phủ cho 70% số dân trên 18 tuổi trong tháng này hay không ạ? Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh và cái khu vực của Đồng Nai, Bình Dương và Long An đang bị nhiễm rất là nặng và sâu. Thì các tỉnh đều đồng tình biểu hiện một cái tinh thần là tất cả hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Thì chính phủ đã thống nhất là sẽ ưu tiên dồn cái nguồn vaccine cho khu vực này để đạt được miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Chúng ta đã ký vào một số lượng lớn đủ để miễn dịch cộng đồng cho toàn bộ nhân dân Việt Nam, mỗi người tiêm đủ 2 mũi. Nhưng mà vấn đề là vaccine về lúc nào chúng ta không chủ động được. Tôi thì dự kiến là đến cuối năm thì vaccine sẽ không thiếu, sẽ về rất nhiều. Nhưng mà từ nay trong vài tuần tới, trong một tháng tới thì theo Bộ Y tế báo cáo thì các lô vaccine mà được cam kết về rất ít. Còn tinh thần là về đến đâu thì chính phủ đã thống nhất, Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất là ưu tiên tối đa cho thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng.
Mục tiêu chủng ngừa vaccine cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên trong tháng 8 của thành phố Hồ Chí Minh có về đích được hay không còn phụ thuộc vào sự phân bổ vaccine từ Bộ Y tế. Bởi hiện nay tốc độ tiêm chủng của thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên rất cao. Hiện thành phố chỉ còn hơn 9.000 liều và dự kiến với tốc độ tiêm như hiện nay thì số vaccine này sẽ chỉ hết sau 2 ngày nữa. Và thông tin được ghi nhận tại cuộc họp về công tác phòng chống dịch diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến trưa ngày 9 tháng 8, thành phố đã nhận được 17 đợt phân bổ vaccine của Bộ Y tế với tổng số trên 4,1 triệu liều và đã tổ chức tiêm được hơn 3,4 triệu mũi tiêm. Với tốc độ tiêm trung bình mỗi ngày vào khoảng 220.000 đến 250.000 liều và có thể đẩy nhanh hơn nữa, thì dự kiến ngày 12 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm hết số vaccine được cấp. Đã tiêm được 3 triệu 430. Mà nếu có với số lượng vaccine thêm 5 triệu rưỡi, với cả khoảng tiêm cho mũi 2 nữa thì như vậy chúng ta sẽ đạt gần sắp xỉ con số 7 triệu. Mà theo tính toán thì cái số người dân mà từ 18 tuổi trở lên ở thành phố thì cũng sắp xỉ 7 triệu. Tức là chúng ta đạt đến gần như 100% chứ không phải là 70% nữa. Nếu mà trong tháng 8 có đủ cái vaccine, gia đình có điều kiện. Liên quan đến việc tiêm chủng vaccine Verocell ở Bệnh viện Tâm Đức vào sáng nay cho tập đoàn FPT, ông Nam cho biết việc tiêm này không trái với quy định. Với 19.000 cái liều Verocell này thì vừa rồi chúng tôi cũng đã triển khai thì dựa trên cái cơ sở đó là các cái đơn vị có văn bản đề xuất tiêm bằng cái vaccine này. Thì đối với cái công ty FPT thì có văn bản xin tiêm cho cán bộ nhân viên bằng vaccine Verocell. Do đó thì cái việc triển khai này nó cũng không có sai với các cái quy định gì. Phát biểu tại cuộc họp, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh kiên quyết không để xảy ra tình trạng trong chặt ngoài lỏng. Trên đường đến trung tâm báo chí đây đi qua khu vực chợ Thái Bình là tôi thấy bắt đầu có những cái dấu hiệu buông lỏng. Một vài nơi là tình trạng sinh hoạt bắt đầu là tụ tập rồi đấy. Nếu mà chúng ta không tiếp tục giữ nghiêm và cái bước tiếp theo là chúng ta không quán triệt tốt, thì không khéo là sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chúng ta là trôi sông đổ biển hết. Liên quan đến tiến độ triển khai gói hỗ trợ lần 2, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân hỗ trợ 40 tỷ đồng. Việc chi hỗ trợ đảm bảo không bỏ sót, cũng không trùng lập và ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ lao động có từ 3 nhân khẩu trở lên. Riêng về chính sách, nếu có người không may tử vong do COVID-19, ngân sách thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi toàn bộ gần 18 triệu đồng hỗ trợ. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thủ đô Hà Nội, tính từ ngày 27 tháng 4 đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, Hà Nội có trên 1.900 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có khoảng 1.100 ca là ngoài cộng đồng, chiếm tỷ lệ lên đến gần 60%. Để bóc tách các F0 ngoài cộng đồng, đồng thời chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, Hà Nội đã thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Bà Theo, 85 tuổi, là người được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm đầu tiên tại khu vực lấy mẫu khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính. Gia đình bà có 2 người, do vậy bà là người lấy mẫu đại diện cho hộ. Quá trình lấy mẫu nhanh gọn và đảm bảo việc phòng chống dịch. Nhà tôi có 2 mẹ con, hôm qua nhận được thông báo hôm nay một mình tôi đi. Thế các cô bác sĩ lấy mẫu rất là nhanh chóng. Lấy mẫu này để giúp cho cái việc sàng lọc xem ở cộng đồng có những cái chuyện mà lây nhiễm hay không. Thì chúng tôi rất ủng hộ cái chuyện này. Đây là một trong 3 điểm lấy mẫu xét nghiệm diện rộng của phường Nhân Chính. Với 4.000 mẫu được phân bổ, Ủy ban Nhân dân phường Nhân Chính đã lựa chọn những khu vực có nguy cơ cao, những nơi đã xuất hiện F0 để tiến hành lấy mẫu. Đồng thời, phường cũng đã thực hiện việc phân giờ theo các tổ dân phố để đảm bảo việc giãn cách trong quá trình lấy mẫu. Đảm bảo an toàn cho bà con trong quá trình là nếu như trong trường hợp mà có các F0 trong cộng đồng thì cũng sẽ xác định ra được ngay cái nguồn lây và cũng xác định được cái phương án khoanh vùng sớm nhất, nhanh nhất. Là địa bàn xuất hiện 6 ca dương tính vào ngày 3 tháng 8 gần đây, đặc biệt là có chùm ca chưa xác định được nguồn lây, nên việc lấy mẫu xét nghiệm mở rộng cũng giúp cho phường Thanh Xuân Bắc khoanh vùng được nguy cơ lây lan. Việc lấy mẫu cũng được thực hiện trên nguyên tắc phân chia địa bàn theo nguy cơ để hạn chế lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện lấy mẫu. Đối với cái khu mà có nguy cơ cao thì chúng tôi lấy riêng, tại cái khu E thì chúng tôi tách ra
tách thời gian theo giờ, này, theo khu vực, này, theo tòa nhà và theo cầu thang. Đấy, chúng tôi gọi lần lượt từng hộ gia đình, từng cầu thang, từng tòa nhà theo từng khung giờ khác nhau để đảm bảo cái giãn cách. Tính từ thời điểm ngày 27 tháng 4 trở về đây, quận Thanh Xuân đã có 14 trên 76 ca dương tính được phát hiện thông qua việc sàng lọc ho sốt tại cộng đồng. Địa phương đang triển khai lấy mẫu tại những nơi có nguy cơ cao hay được gọi là vùng đỏ với khoảng 11.000 mẫu được giao. Với cái tỷ lệ là 11.000 mẫu và chúng tôi cũng tập trung vào những cái khu vực được xác định là vùng đỏ chứ không phải là tất cả cái trên địa bàn các phường đó. Vùng đỏ là những cái vùng mà nó đã có những cái phát sinh F0 trong thời gian vừa qua, cũng như là có những cái, thậm chí là có những cái khu vực mà hiện tại đang trong diện mà phong tỏa. Cũng trong sáng nay, 29 quận huyện của thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu diện rộng tương tự như quận Thanh Xuân. Hà Nội dự kiến lấy khoảng 300.000 mẫu trong 7 ngày, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 8 để bóc sạch F0 trong cộng đồng.